Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Siêu Phá Phách. Hôm nay mình sẽ cùng nhau khám phá một cái món này khá hay nha các bạn. Đây, cái món này. Đây, chắc không có nhiều bạn nhận ra ha. Đây, người ta gọi là cái quạt không cánh. Quạt không cánh là gì? Là cái này. Mở ra nhé. Đây, một sợi dây nguồn nè. Nhân vật chính. Trong này còn cái hướng dẫn sử dụng nè. Cũng đơn giản ha. Đây, quạt không cánh. Rồi, bỏ qua một bên đi. Đây, nhân vật chính. Bao bọc, cởi quần áo. Đây, các bạn. Nó không có cánh ha. Chắc gió nó thổi ra từ hướng này hả các bạn. Cái này mình sử dụng nguồn, chắc là nguồn 5V, nguồn USB nè các bạn. Đây, cắm nguồn vào đây ha. Có thể sử dụng pin luôn nè. Hình như nãy mình đọc sơ sơ thấy trong này nó có sử dụng pin được các bạn. Đúng rồi nè. Đây, đọc kỹ, nhìn kỹ nha. Nè, ở dưới có khay đựng pin nè. Vậy là mình có thể sử dụng hai nguồn luôn, một là pin, hai là nguồn USB. Ô, cái này nó lỏng lẹt nha các bạn, cái nắp pin nè, khá là lỏng luôn nè, khá là lỏng lẻo, mỏng manh như lá lúa ấy. Đây là khay pin thì chắc sử dụng 4 pin 3 ha, pin đũa nhỏ nhỏ đó các bạn, cũng khá là lỏng lẻo luôn nè, cái nào cũng lỏng lẻo hết. Đây cũng vậy nè các bạn, rất là lỏng lẻo luôn, không biết nắp gì luôn. Cái này chắc cái nắp lưng, có một cái miếng đệm. Miếng đẹp mút nè, chắc là để cho êm khỏi bị va đập gì thôi. Thật ra nó có cánh nha các bạn. Đây, nó không cánh nhưng mà mình thấy đây là cái motor nó có cái cánh nè, vậy là nó quay, nó tạo gió lên phía trên này. Đây, có nghĩa là nó đẩy gió nè, quạt nè, kiểu như quạt lồng sóng đó các bạn. Nó đẩy gió lên phía trên ha, rồi từ phía trên này mới nó mới đẩy ra ngoài. Ồ, không biết nó có mạnh được không các bạn ha. Thấy thì khá hay đó. Trên thị trường có rất là nhiều cái loại quạt không cánh rồi, nhưng mà quạt đó đa số là quạt đã bàn. Mình có thấy trên mạng nó bán cái loại này là cầm tay nhỏ gọn nè. Thật ra nó có hai kiểu dáng, là còn một kiểu dáng sau này mình thấy nó gọn đẹp hơn, nhưng mà lúc đó mình đã đỡ mua cái này rồi, cho nên thôi phá cái này nha các bạn. Có dịp nào đó mình sẽ phá cái loại kia sau ha. Rồi vô đây, gắn anh này vô lại đi đã, mở lên xem coi thử ánh mát như thế nào nhé. Bây giờ mình thử sử dụng này trước đi, tí nữa mình cắm pin sau ha. Để nó pin lại nè. Rồi, đây cắm dây nguồn vào đây, rồi nhét vào. Cũng hơi lỏng lỏng xíu ha, thôi kệ đi. Rồi, đây là đầu này, các bạn có thể cắm vào các cổng USB á, trên máy tính, trên cục sạc điện thoại, hoặc là cục sạc dự phòng nữa. Bây giờ ở đây mình sẽ sử dụng cục sạc dự phòng nha các bạn. Rồi, đây có luôn. Cái quạt này mình mua cũng khá lâu rồi đó, mình mua chắc cũng vài tháng rồi mà chưa có thời gian để mà khám phá anh ấy, nên hôm nay mới đến ngày hôm nay mới lôi anh ấy ra để mà mua sẻ được. Thôi không linh tinh nữa, cắm vào nha. Rồi, đây bật nút nè, lên. Wow, cái kêu cũng hơi to to thôi các bạn, re 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 nè. Wow, cái luồng gió mát của nó cực kỳ tượng trưng luôn các bạn, khá là yếu nhé, mình thấy rất là yếu luôn, mình dí sát nè. Mình để tới đây luôn mà vẫn không thấy mát các bạn, sát tới mặt luôn, cách mặt khoảng chừng nhiêu đây á thì nó còn mát mát nhẹ. Khá là yếu luôn. Đây, như cái bàn tay mình nè, để tới đây nè mình thấy cảm nhận được luồng gió nè, ra một chút là thấy yếu rồi nè, rồi tới đây là thấy hết rồi nè, có thấy gió luôn rồi, mà kêu thì khá là ồn luôn, re 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 khá là ồn luôn. Trời ơi nó yếu, không có mát lắm đâu nha các bạn. Đây, để mình lấy cái này mình thử cho các bạn xem luôn nè. Đây, mình có chuẩn bị một cái này nè, để mình cho coi cho các bạn xem thử cái độ gió nó như thế nào nè. Chèo queo, trời ơi coi nè các bạn, để sát dí luôn mà nó cũng bay không nổi luôn thôi chứ.
Ghê chưa? Bay lên giùm anh cái coi. Rồi thả ra. Đó cái phạt. Rồi ơi nó yếu. Dễ sợ. Cực kỳ yếu luôn nha các bạn. Nè. Mình không biết hay là do mình mua bị lỗi không? Thử tháo cái miếng này ra thử nha. Mình nghĩ cái miếng đệm này nhiều khi nó sẽ cản trở cái gió á. Mình thử tháo ra thử xem. Coi thử nó có mạnh hơn chút nào không? Rồi. Wow. Cũng vậy à các bạn. Không ổn rồi. Rất là yếu luôn. Mình thấy cái này giống như là đồ chơi hơn các bạn ơi. Ở sau này có một cái miếng băng keo vậy nè, không hiểu được. Đây, bạn thấy rõ chỗ này nè, người ta có dán một cái miếng băng keo nè, không biết là gì luôn, tháo thử xem. Không biết làm gì luôn. Tháo được cái này ra luôn nè. Thôi, bật lên xem. Ai ơi, nó không mát luôn các bạn ơi. Cực kỳ ít mát nha. Tháo vào lại coi. Này mình nghĩ là nó giống như là đồ chơi con nít hơn các bạn. Không thể mát được. Nhìn thì khá hầm hố nhưng mà mát rất rất là yếu luôn, nhẹ luôn á. Cái này mà sử dụng để mà thổi khô tóc, mình gội đầu xong á, mình thổi khô tóc thì chắc là chờ đến khi cái đầu mình nó dơ lại mình gội lần hai cũng chưa khô nữa nha các bạn. Thôi, rút ra đi. Bây giờ thì thử cái pin nha. Gắn cái pin thử coi nó có mạnh hơn không. Chứ mình nghĩ thì chắc không hơn rồi. Mình nghĩ chắc cũng cỡ đó thôi. Thử, nhưng mà cứ thử nha. Mình đi kiếm 4 viên pin AA, 4 viên pin 3A nha các bạn. Pin đủ nha. Gắn vào. Đi thôi. Rồi đây. Lụm được 4 viên pin nhà hàng xóm nè. Rồi, cho vào. Rồi, thấy nó khá lỏng lẻo nè, thấy buồn quá đi luôn á các bạn. Đây nha. Một em. Ui, rồi nè. Thấy hở ra luôn các bạn. Lỏng lẻo cực kỳ luôn nè. Rồi. Hai em. Mình mua game này với giá có vài chục ngàn thôi các bạn, cho nên mình cũng không thể đòi hỏi gì nhiều, nhưng mà thật ra cái chức năng cơ bản của nó, chức năng chủ yếu của nó là quạt thì mình thấy cũng không ổn nha các bạn ơi. Ai ơi, cứ ngắt cái không vô luôn nè. Hở lên hút nè các bạn. Nè, nó viên pin hở lên hút mà không đè vô nổi luôn. Nhiều khi đè vô làm cái rớp là gãy ấy. Rồi, tới đó thôi. Không vô nổi được nữa rồi. Viên bên này. Bên này thì lại kẹt bên này không vô nổi nè. Không. Lúc này vô trước thôi. Vô trước thì kẹt cái này. Ủa này nó thiết kế hơi bị hay luôn ha. Quạt này thiết kế hơi bị hay đấy, để pin hơi bị khó. Phải kiếm cái này đè xuống. Ồ. Đổ chai nó ra. Tiếp. Lại nào. Ui. Lắp pin là một nghệ thuật nha, và thằng siêu phá phát này chắc là nghệ sĩ nha các bạn. Ồ. Trời ơi. Mới vừa nói nghệ sĩ xong. Khoái gì trời. Tiếp nào. Rồi. Để nắp được không? Không được rồi. Rồi, ráng ráng nhét vào. Hở xíu nữa các bạn. Cả bà đi. Bật nha. Có vẻ mạnh hơn chút xíu á. Wow. Cái này thì có vẻ nó mạnh hơn chút xíu xíu nè các bạn. 1.9 1.10 nha. Hồi nãy 10, hồi nãy thì 9, bây giờ thì đạt được 1.8 1.10 đó. Hồi nãy 8, giờ thì 10 đó, nó mạnh hơn chút xíu nè. Có thể nguồn cái nguồn USB á, là 5V nha các bạn. Cái này 4 viên pin thì tổng cộng là 6V rồi. Có thể nó vì cái hiệu điện thế nó mạnh hơn một chút xíu, nó lớn hơn chút xíu cho nên nó sẽ mạnh hơn xíu ha. Nè. Có vẻ nó còn bay bay được nè các bạn. Đó, mình để đây nó còn bay bay được nè. Hồi nãy là không luôn á. Bây giờ để đây có thể mát nè. Hồi nãy thì phải để sát vô. Bây giờ thì để đây có thể hơi mát mát nhẹ nè. Ở đây thì hết nè. Để tới đây thì hết nè. Nãy thì đó.
Trời ơi, cái này mà muốn mát á là các bạn phải dí nó sát vô mặt luôn, nghĩa là dính da nó đụng vào đây luôn nè, thì quả may nó có thể mát được. Đó, giống như là làm mát cục bộ thôi, chứ không thể nào mà quạt mát ra xe được đâu nha các bạn. Cái quạt này khá là hay ho, để cho đẹp thôi, cho chủ yếu nó cho đẹp, cho mát thì không mát lắm đâu nha các bạn. Rồi, rồi tắt cái máy đi để máy chạy thấy thương quá. Làm khá là ọp ẹp luôn. Giờ tháo pin ra nè. Rồi anh em máy thử ra như ở trong có những gì nữa nha các bạn. Ngoài cái motor cánh quạt này thì còn có cái gì khác nữa không ha? Rồi ở đây thấy có bốn con ốc nè. Có thấy bốn con ốc nè các bạn. Giờ mình tháo bốn ốc ra nha. Rồi gỡ ra. Tên tên. Cái sơn còn dính đây luôn rồi các bạn. Đây, cho qua một bên. Đó, công tắc nè. Vậy là không có gì hết luôn các bạn. Cực kỳ đơn giản. Ở đây là cái rắc cắm nè, chân cắm nguồn ha. Rồi, nối vào một công tắc, một motor, cánh quạt, bộ hướng gió lên trên. Đây, có nghĩa là nó quay như thế này nha các bạn. Đó, này nó quay như thế này. Nó đẩy cái luồng gió đi theo cái khe này. Rồi, đẩy ra ngoài. Đó. Như thế này thôi. Đó, cái khe này có cái lỗ hở này các bạn. Để cho cái quạt này nó đẩy cái luồng gió đi theo cái lòng tròn này nè. Nó đẩy ra ngoài cho nên khá là yếu luôn. Mình thấy có một số cái quạt bàn á các bạn, một số cái quạt bàn mà nó thiết kế kiểu không cánh như thế này á, thì mình thấy nó cũng khá yếu. Nhưng mà vì cái quạt bàn cái motor nó lớn, công suất nó lớn hơn thì mình thấy nó cũng mát được. Còn cái này là cực kỳ kém luôn nha các bạn, không mát được luôn. Để mà phải dí sát vô trong mặt luôn, đụng vào da luôn thì nó mới mát được thì hơi kém. Như mình nghĩ là để làm đồ chơi thì phù hợp hơn các bạn ha. Thiết kế thì khá đơn giản, ọp ẹp, để pin thì nhăn lên nhăn xuống vài lần như các bạn đã thấy luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giờ phút này. Hơi thất vọng về sản phẩm này một tí các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy hay nhớ cho mình xin một like nha. Hẹn gặp các bạn ở cái video sau hay hơn. Tạm biệt các bạn.